Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Tiêu thụ nông sản thuận lợi, nhờ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại. Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, 70% diện tích cây cảnh phục vụ thị trường Tết đã được bán. Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về thăm tỉnh ta. Cùng đi có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tiếp Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Giang. Tại huyện Văn Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm mô hình sản xuất hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan. Hiện nay có trên 1.000 hộ trồng hoa với gần 180 ha, chiếm 75% diện tích canh tác và chiếm 50% số hộ của xã. Từ nghề trồng hoa đã góp phần nâng cao giá trị canh tác bình quân đạt trên 500 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng một người trên năm. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự cần cù, sáng tạo, nhạy bén của người dân Xuân Quan trong việc chuyển đổi cây trồng với đặc thù của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao giá trị trên một hecta canh tác và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đồng chí mong rằng tỉnh tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất hoa ra các xã lân cận và tăng cường quảng bá, giới thiệu để người nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Cùng với đó, đẩy mạnh kết hợp sản xuất hoa với phát triển du lịch trang trại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm tặng quà cho cụ Vũ Thị Ca ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở. Cụ Ca là vợ liệt sĩ Vũ Đình Tự, hy sinh năm 1970 trong kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong cụ Ca sống vui, sống khỏe, trường thọ để chứng kiến sự phát triển đổi thay của quê hương đất nước, đồng thời động viên con cháu tích cực học tập, lao động, sản xuất, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thăm mô hình sản xuất quất cảnh của xã Bế Sở, hiện nay toàn xã có 265 ha diện tích trồng cây hàng năm, 91 ha diện tích trồng cây lâu năm. Giá trị thu 1 ha canh tác đạt 450 triệu đồng, giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hiệu quả chuyển đổi của xã Bế Sở. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh là hướng đi đúng của chính quyền và nhân dân trong xã. Hiệu quả đó đã đem đến cho đời sống người dân ngày càng khá giả, có mức thu nhập cao. Đồng chí mong rằng việc chuyển đổi cơ cấu được ổn định, phát triển lâu dài, nhân dân cần tập trung phát triển diện tích trồng hoa cây cảnh theo chiều sâu, hợp với thị hiếu người tiêu dùng, thâm canh và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến dâng hương tại tượng đài đồng chí Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ. Đồng chí Tô Hiệu là người yêu nước, một chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, trí tuệ kiên trung, bất khuất, chọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua lễ hội hội chợ, phiên chợ giới thiệu nông sản tiêu biểu của tỉnh ta ở cả trong nước và nước ngoài. Kết quả đến nay, nhiều hàng hóa nông sản của Hưng Yên đã được đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế biết đến, là tiền đề để khai thác tốt giá trị kinh tế từ các loại nông sản tiêu biểu của tỉnh trong những năm tiếp theo. Cũng như nhiều hộ trồng bưởi, cam và hoa cây cảnh khác trên địa bàn tỉnh, thị trường tiêu thụ bưởi cảnh của anh Đỗ Mạnh Hà ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang không còn bó hẹp trong ít tỉnh phía Bắc như trước kia, mà nay đến được tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhưng diện tích bưởi cảnh của anh đã cơ bản được đặt mua hết. Với một mẫu trồng bưởi cảnh, hàng năm anh Hà thu lãi trên 1 tỷ đồng. Đây là kết quả của chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm hoa quả, nông sản tiêu biểu mà Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành các địa phương đã thực hiện trong mấy năm qua, cộng với bàn tay khéo léo, trình độ thâm canh cao của người dân để tạo ra những cây quả ngon về chất lượng, đẹp về mẫu mã mà không nơi nào có được. Những cái cuộc hỗ trợ nó mở rộng ra là nhiều người biết đến tất cả các nơi xa,
đổ về Văn Giang mua bưởi. Được bắt đầu thực hiện từ 2 năm nay, nhưng chuỗi sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản hoa quả tiêu biểu của tỉnh như lễ hội nhãn, lễ hội cam Hương Yên năm 2017, hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, lễ hội nhãn lồng Hương Yên năm 2018, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Hồng và lễ hội cam Hương Yên năm 2018 đã đạt được kết quả vượt qua sự mong đợi của nhiều người cũng như của cơ quan quản lý nhà nước. Với lĩnh vực là xúc tiến thương mại, thì với sự dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của các ngành trong 18 vừa rồi, thì người dân, người tiêu dùng thông thái đã biết và đã phân biệt được rất là rõ nét đâu là nhãn có xuất xứ nguồn gốc tự nhiên, cũng như các sản phẩm chủ lực. Thì ngoài nhãn ra thì vải, na chín sớm phù cờ, cam nguyên và một số sản phẩm khác. Cụ thể là cái hiệu quả như các đồng chí đã thấy, với cái năm nay các sản lượng nhãn thì tăng trên 35% so với lý vụ 2017. Nhưng phải khẳng định chúng ta được mùa và được cả giá. Các sự kiện quảng bá thu hút hàng trăm thương gia, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu thị trường. Hàng trăm đơn hàng, biên bản ghi nhớ về tiêu thụ nhãn, tiêu thụ cam được ký kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, người sản xuất trong tỉnh. Trong đó nhãn Hương Yên đã xuất hiện trên thực đơn bữa ăn của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đi các nước trên thế giới, mở ra cơ hội tiêu thụ thuận lợi trong những năm tiếp theo. Qua 2 năm tổ chức, một lần nữa sản phẩm của các hợp tác xã, tổ hợp tác áp dụng sản xuất theo quy trình Việt Gáp, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chỉ ký được nhiều đơn hàng mà giá bán cũng vượt trội. Đây cũng là hướng sản xuất chính của hoa quả nông sản Hương Yên trong những năm tới để vươn ra các thị trường rộng lớn hơn. Thời điểm này, thị trường cây cảnh xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ đang rất nhộn nhịp. Hơn 70% diện tích cây cảnh đã được bán phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019. Toàn xã Hòa Long có hơn 60 mẫu cây cảnh, tập trung chủ yếu ở thôn Trấn Đông. Nhiều khách hàng từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh về đây chọn cây cảnh chơi Tết, chủ yếu là các giống cây cam, quất, bưởi. Năm nay, cây cảnh có mẫu mã đa dạng, nhiều loại cây ghép, quất gò lục bình được ưa chuộng và cho giá trị kinh tế cao hơn. Trung bình một cây quất gò lục bình có giá bán 1,5 triệu đồng, quất thường giao động từ 450.000 đến 500.000 đồng. Các cây cảnh khác như quất loại nhỏ giá bán từ 300 đến 350.000 đồng một cây, quất chum giá bán từ 700.000 đến 800.000 đồng một cây, cam cảnh khoảng 1,3 triệu đồng một cây. Với nhiều năm kinh nghiệm canh tác, người dân xã Chí Tân, huyện Khoái Châu luôn chủ động trong kỹ thuật chăm sóc cây nghệ, nhờ đó các diện tích nghệ đều cho năng suất khá. Thời điểm này, bà con nơi đây đang hối hả vào vụ thu hoạch nghệ. Trước đây tại xã Chí Tân, cây nghệ vàng, nghệ đen thường được trồng với quy mô nhỏ lẻ. Khoảng gần chục năm trở lại đây, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, cây nghệ dần được phát triển theo hướng chuyên canh với diện tích lớn. Đến nay, tổng diện tích trồng nghệ của xã Chí Tân đạt gần 190 ha. Một số hộ trồng nhiều như gia đình anh Hoàng Quang Phú trồng 2,5 mẫu, Nguyễn Ba Hiển trồng 3 mẫu, Hoàng Văn Đông trồng 4 mẫu. Năng suất bình quân đạt từ 1 đến 1,2 tấn củ trên một sào. Với mức giá thu mua tại ruộng vào khoảng 7 đến 8.000 đồng 1 kg tùy loại, mỗi sào nghệ cho thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng. Ước tính vụ nghệ năm nay, toàn xã thu được khoảng 500 tấn nghệ. Hiện nay một số làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm đang tập trung sản xuất để phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Càng gần Tết Nguyên đán, không khí lao động sản xuất tại các làng nghề càng trở nên hối hả, nhộn nhịp. Đặc biệt, tại các làng nghề đúc đồng thôn Lộng Thượng, nấu rượu mộc dân dụng thôn Ngọc ở xã Lạc Đạo, may ra thôn Ngọc Loan, làng đào thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, người dân các làng nghề đang tranh thủ thời tiết, triển khai kế hoạch sản xuất hợp lý để có đủ sản lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Một số hộ sản xuất đã bắt đầu chuẩn bị hàng phục vụ Tết ngay từ tháng 8, tháng 9 âm lịch. Thời điểm hiện tại, phần lớn các đơn bán buôn đều đã hoàn thành, các cơ sở đang tập trung sản xuất phục vụ khách lẻ. Để đảm bảo thời hạn, công nhân thường xuyên phải tăng ca sản xuất. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thiết bị máy móc, hàng hóa năm nay có hình thức mẫu mã đẹp, chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang có một số tuyến đường thi công dở dang, gây khó khăn cho việc vận chuyển cây cảnh, nhất là thời điểm giáp Tết. Trong đó có hai tuyến đường huyện là DH25 từ thị trấn Văn Giang đến xã Bế Sở. Đường DH26 kéo dài từ đường 379 đến trung tâm xã Liên Nghĩa và một số đoạn đường ra đồng tại các xã Thắng Lợi, Bế Sở.
Các tuyến đường này đều nằm trong vùng các xã trồng cây cảnh và là đường chính để chuyên chở vận chuyển cây. Tuy nhiên, hiện các tuyến đường trên đều đang trong thời gian thi công, vật liệu bừa bộn ngổn ngang, mặt đường gồ ghề khiến cho các phương tiện đến vận chuyển cây cảnh gặp khó khăn, thậm chí là không thể vào được. Khoảng chục ngày nữa là cao điểm của việc vận chuyển cây cảnh đi tiêu thụ, vì vậy chính quyền cơ quan chức năng cần đôn đốc các đơn vị thi công để nhanh tiến độ đáp ứng nhu cầu chở cây cảnh của các loại xe tải. Sự nghiệp khai thác công trình thủy nông huyện Phù Cừ đang tích cực triển khai làm thủy lợi với nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng phục vụ nước tưới cho vụ chiêm xuân năm 2019. Vụ chiêm xuân năm 2019, tổng diện tích tưới tiêu toàn huyện Phù Cừ là trên 5.000 ha. Thời gian qua, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã tập trung hoàn thiện việc nạo vét các kênh tiêu, kênh dẫn, kênh tưới, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống úng hạn cho sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành 15.000 mét khối nạo vét theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ việc lấy nước đổ ải trong thời gian sắp tới. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có kế hoạch lấy nước phục vụ đổ ải rau cấy ở 3 đợt lấy nước với tổng cộng là 16 ngày. Theo đó, đợt 1, từ 0 giờ ngày 21 tháng 1 đến 24 giờ ngày 24 tháng 1, đợt 2, từ 0 giờ ngày 31 tháng 1 đến 24 giờ ngày 3 tháng 2, và đợt 3, từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến 24 giờ ngày 22 tháng 2. Trong thời gian trên, mực nước sông Hồng tại khu vực Hà Nội được duy trì ở mức dương 2,2 m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện. Để lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, công ty khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị có liên quan chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương. Các địa phương thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng, đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm. Ngoài ra cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước đáp ứng nhu cầu của người dân trên các địa bàn mà công ty phục vụ. Từ đầu tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đã đưa vào khai thác nguồn nước mặt sông Luộc và sông Hồng để cung cấp cho hai nhà máy nước ở thành phố Hưng Yên và xã Phùng Hưng thay cho lấy nước ngầm như trước. Theo đó, nước sẽ được lấy từ mặt sông qua bể sơ lắng rộng hơn 3 ha, sau đó sẽ được bơm về nhà máy nước sạch ở Hưng Yên để xử lý và cung cấp cho các hộ dân. Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên là đơn vị duy nhất có bể sơ lắng để dự trữ nguồn nước và hạn chế các tác hại tới chất lượng nước do môi trường đem lại. Khi mà đưa cái nước sông Luộc về xử lý thì công ty đã qua hồ sơ lắng với cái dung tích là khoảng gần 50.000 mét khối. Sau đó được nước được bơm từ hồ sơ lắng về xử lý tại nhà nước thành phố Hưng Yên qua hệ thống lắng lọc rồi khử trùng. Và vừa rồi qua xét nghiệm của các cơ quan chức năng thì cái chất lượng, các cái chỉ tiêu, một số rất nhiều chỉ tiêu của cái nước sau xử lý của nhà máy thì thấp hơn rất nhiều so với cái giới hạn của quy chuẩn chất lượng nước ăn uống theo quy chuẩn 01 của Bộ Y tế. Nhờ việc chuyển đổi này mà chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân đã được nâng lên. Nhiều hộ dân cảm nhận rõ nét điều này khi hàng ngày sử dụng nước sinh hoạt của công ty. Dùng cái nước máy của Hưng Yên mình thì mình thấy là nước máy nó sạch hơn này, dùng nó không cặn bẩn như là trước. Nước thì mình thấy là nó được tốt, nước có vẻ tinh khiết hơn, rửa rau quả thì an toàn. Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đã đầu tư gần 50 tỷ đồng để làm đường ống lấy nước mặt sông, lắp đặt một số tuyến mới phục vụ nhu cầu của người dân ở thành phố Hưng Yên và các vùng lân cận. Qua đó, có thể đáp ứng lắp đặt được từ 45 đến 50.000 đồng hồ mới. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu và nhiều hộ dân khác ở đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên trước đây phải dùng nước giếng khoan, nay được sử dụng nguồn nước sạch do Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên cung cấp, cảm thấy rất yên tâm về chất lượng nước. Nước thì trong sạch, thế và nước chảy thì rất là mạnh.
Thế nên là gia đình nhà tôi và một số nhà nữa thì bây giờ là dùng nước máy. Thế từ hồi dùng nước máy bây giờ thì chúng tôi cảm thấy là rất là yên tâm. Sau khi chuyển đổi hình thức từ công ty của nhà nước sang mô hình cổ phần năm 2017, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên cũng từng bước cải cách thủ tục hành chính, trong đó có việc thu gọn một số bộ phận để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người dân đến đăng ký, lắp đặt, sửa chữa, cũng như tiếp thu ý kiến phản ánh của khách hàng nhanh chóng và kịp thời hơn. Nhờ vậy, đến nay, công ty đã có gần 19.000 khách hàng đăng ký sử dụng, tăng 1.500 đồng hồ so với đầu năm 2017. Để đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản, những năm qua, công ty cổ phần nhựa OPEC đóng tại khu công nghiệp Phú Rê A luôn quan tâm trong việc phòng chống cháy nổ. Với đặc thù sản xuất mặt hàng là bao bì nhựa ni lông xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản, nên những năm qua, công ty cổ phần nhựa OPEC rất coi trọng công tác phòng chống cháy nổ. Công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ chữa cháy. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ công nhân trong công ty về các quy định phòng chống cháy nổ, hàng năm công ty còn phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân, trang bị các dụng cụ bảo hộ, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện, các máy móc thiết bị điện tại xưởng sản xuất để bảo đảm an toàn cho người lao động. Nhiều năm qua, công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động và vụ cháy nổ nào. Hiện công ty đang tạo việc làm cho trên 500 lao động với mức lương từ 7 đến 9 triệu đồng một người trên tháng và thực hiện nộp thuế đúng và đủ với nhà nước. Thực hiện phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên môn hóa học trường Trung học phổ thông Tiên Lữ đã chủ động bắt nhịp với các kỹ thuật dạy học mới, tích cực đổi mới phương pháp truyền đạt kiến thức, nhờ đó tạo ra phong trào học tập sôi nổi, phát huy sở trường của các em học sinh. Với kinh nghiệm 10 năm đứng lớp, cô Phương luôn đặt ra mục tiêu mỗi giờ lên lớp của mình, đó là cả cô và trò đều thấy vui và hiệu quả. Từ đó, cô tích cực tìm tòi, nghiên cứu, tận dụng các trò chơi để áp dụng vào hoạt động giảng dạy như trò chơi truyền phấn, trò chơi hỏi nhanh đáp gọn, trò chơi ẩn số. Các em học sinh không những ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng mà còn kích thích sự phấn đấu, thi đua học tập lẫn nhau. Cách dạy học của cô cũng truyền cảm hứng đến các thầy cô giáo khác trong tổ để giờ học hấp dẫn hơn. Ngoài ra, mỗi năm học, cô Phương đều chủ động triển khai các chuyên đề như làm đồ dùng học tập, các thí nghiệm vui chơi cùng học sinh với các hóa chất đơn giản có sẵn trong đời sống. Đặc biệt, cô có khả năng tiếng Anh tốt, các giờ học môn hóa học bằng tiếng Anh tạo ra sự sôi nổi, thu hút các em học sinh lắng nghe, tiếp thu kiến thức liên môn một cách hiệu quả. Với những thành tích của mình, cô nhiều lần được tặng bằng khen của các cấp. Cô Nguyễn Thị Phương là một giáo viên trẻ, rất là yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp của mình, đặc biệt là sức sáng tạo của cô. Cô là người dẫn đầu trong cái việc vận dụng các cái kỹ thuật dạy học tích cực vào công tác giảng dạy, đặc biệt là trong cái việc cùng các thành viên trong tổ và hướng dẫn các em học sinh làm đồ dùng dạy học tự làm để cho các tiết dạy của mình được sinh động, hướng các em vào bài dạy. Cho nên các tiết học của cô tạo ra một sức cuốn hút rất mạnh đối với gần như 100% các em học sinh ở trong lớp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Chùa Nhân Vũ. Đình và Chùa Nhân Vũ đều có kết cấu kiểu chữ đinh, tọa lạc trên thế đất đẹp với không gian cây đa giếng nước sân đình mang đặc trưng của làng quê Việt Nam. Đình Nhân Vũ tôn thờ bà Ngọc Chi, vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng cùng hai người con là Đức Hoàng Cả và Đức Hoàng Hai đã có công trong việc đánh đuổi quân Hán xâm lược nước ta những năm 40 đến 43 sau Công Nguyên. Chùa Nhân Vũ thờ Phật và là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, khuyên gian con người sống hướng thiện, tu nhân tích đức, là nơi lưu giữ nhiều hiện vật giá trị, đồng thời diễn ra những sự kiện văn hóa quan trọng của địa phương. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, cụm di tích Đình Chùa Nhân Vũ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã chăn nuôi xã Đức Thắng hoạt động hiệu quả. Xã Tống Chân làm tốt công tác cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, nhân dân đóng góp tôn tạo giếng đình làng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.